gian tim anh tạ tội. Đâu đây đã tan vui. Tôi tên là Phan Thị Trác. Sở thích của tôi là thích đi du lịch. Sugar, sugar. Gia đình của tôi thì có 4 anh chị em, có 3 chị em gái bị khuyết tật ở giống bố, và em trai hiện đang học lớp 12. Khó khăn trong học tập mà rất vấp phải về cái tình trạng khuyết tật của mình đó là do cái tay của mình yếu nên là việc viết bài rất là bất tiện. Do cái thể trạng của mình nên là hạn chế nhiều cái hoạt động ngoài trời khác của trường, của lớp đề ra. Mà trong cái đó là bé lại rất thích cái hoạt động đó. Được sự giới thiệu tình cờ của một người chị khóa trên của Rác, chị giới thiệu về DAD. Khi bước vào năm nhất của đại học thì tưởng chừng như mình là chị rất là buồn bởi vì cái hoàn cảnh của mình cũng như là cái sự khuyết tật của mình. Và lúc đó rất là mặc cảm, nhưng mà khi được vào bước vào DAD thì đã nhận được sự giúp đỡ và yêu thương của những người đồng cảnh thì đã cảm thấy rất là hạnh phúc. Và giống như là DAD giống như là ngôi nhà thứ hai của mình. Du lịch là một trong những sở thích mà Dex vẫn luôn giữ trong mình, mặc dù cái sự khó khăn của đi lại của mình. Đấy có kế hoạch là sau này, sau khi mà thành đạt cũng như là cuộc sống của mình ổn định thì đấy sẽ đi du lịch khắp nơi cùng với bạn bè, với những người có ước mơ giống mình. Đấy muốn đi Hà Nội thăm Lăng Bác và thăm các cảnh đẹp của Hồ Gươm. Hơn nữa thì sẽ đi ra nước ngoài, và nước Rác muốn đến đầu tiên là nước Iraq, bởi vì khám phá và thực ở đó có cái gì mà nhiều người đổ xô đến để mà chiến tranh lẫn nhau. Rác muốn nhắn nhủ là đừng có vì cái bề ngoài của mình, bởi vì ai sinh ra cũng giống nhau, và hãy đừng đầu hàng trước số phận. Và chính bản thân mình là người viết lên số phận cho mình. Và hãy đam mê cái sở thích của mình.